Bắt khẩn cấp đối tượng trong tổ chức khủng bố. Bắt giám đốc chi nhánh, văn phòng đăng ký đất đai nhận hối lộ khủng. Bắt nhóm người xâm phạm mạng viễn thông trái phép ở thành phố Hồ Chí Minh. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, trước đây vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại hai xã Etiu và Ekatu thuộc huyện Chư Cun, tỉnh Đắk Lắk cách đây một năm đã được Bộ Công an nhận định là vụ tấn công khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Vụ tấn công này có sự chỉ đạo và tiếp tay của các thế lực thù địch từ nước ngoài, một số tổ chức phản động lưu vong người Việt và các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan đã lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo, tổ chức, huấn luyện cho một số đối tượng ở trong nước và cử người xâm nhập vào Việt Nam, chỉ đạo thực hiện vụ tấn công khủng bố này. Mới đây vào ngày 30 tháng 8, Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa bắt giữ đối tượng hoạt động trong tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Trước đó, ngày 29 tháng 8, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng, sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại xóm Lác Môn 3, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là thành viên của tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đối tượng này có hành vi chuẩn bị tiến hành giải truyền đơn tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Quá trình bắt, khám xét đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tiền Việt Nam có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Từ năm 2019, thông qua mạng xã hội, đối tượng Hoàng biết đến tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Sau một thời gian tìm hiểu về cương lĩnh, điều lệ, đường lối hoạt động của tổ chức phản động khủng bố, đối tượng Hoàng đã viết đơn xin tham gia tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đối tượng đã được tổ chức phản động đồng ý, chấp nhận và cấp bí số để hoạt động, liên lạc trong tổ chức. Hoàng đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cổ suý chủ trương về đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ cộng sản. Đối tượng này rất tích cực tuyên truyền về tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trên Facebook cá nhân của mình. Thời gian gần đây, Hoàng đã nhận tiền của các đối tượng phản động lưu vong để in truyền đơn, ý định mang đến các địa điểm đông người tại thành phố Hồ Chí Minh để giải đơn vào dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mặc dù nhiều lần đã được cơ quan chức năng, đoàn thể, quần chúng mời lên làm việc, răn đe, giáo dục, tạo cơ hội để Hoàng từ bỏ tham gia và hoạt động cho tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nhưng Hoàng vẫn ngoan cố, thậm chí ngang nhiên thách thức, cho rằng hành vi của mình là đúng. Hoàng ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá, tích cực vận động, thu thập thông tin và đăng ký cho hàng trăm người tham gia trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa theo chỉ đạo của tổ chức. Việc bắt giữ đối tượng này là chiến công đặc biệt xuất sắc trước thềm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã biểu dương và khen thưởng cho nhóm tập thể, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh Nội địa và Phòng An ninh Điều tra số tiền 50 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng Phạm Hoàng và các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm giảm niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Bắt giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nhận hối lộ khủng. Cụ thể, vào sáng ngày 30 tháng 8, Công an huyện Esup, Đắk Lắk cho biết đã bắt giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện này vì hành vi nhận hối lộ. Công an huyện Esup đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Lê Phạm Bình, 50 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Esup để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bắt nhóm người xâm nhập mạng viễn thông trái phép ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an vừa bắt giữ nhóm người chở thiết bị giả trạm thu phát sóng vô tuyến BTS để phát tán tin nhắn trái phép có nội dung quảng cáo trang web cá cược đến thuê bao di động của người dùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam Ngô Công Minh, 56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, Thôi Vị Quốc, 36 tuổi, ngụ quận 8 và Phùng Lạc Tòng, 37 tuổi, ngụ quận 10 để điều tra về hành vi xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
Tháng 6, hai đối tượng người Hồng Kông chưa rõ lai lịch đã đến Việt Nam gặp Gu Công Minh trình bày có nhu cầu tìm người chở thiết bị giả trạm thu phát sóng vô tuyến BTS để phát tán tin nhắn trái phép có nội dung quảng cáo trang web cá cược đến thuê bao di động của người dùng. Hai đối tượng này đề nghị Gu Công Minh tìm thuê người điều khiển xe ô tô chở thiết bị lưu thông trên đường, đồng thời sẽ cung cấp thiết bị trả tiền cho Gu Công Minh để chi trả cho người trực tiếp thực hiện. Sau đó, Gu Công Minh liên lạc với Quốc để trao đổi và được Quốc giới thiệu Tòng. Để trao đổi quản lý công việc, các đối tượng người Hồng Kông đã lập nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp gồm Gu Công Minh, Quốc, Tòng và 3 đối tượng người Hồng Kông. Ngày 20 tháng 7, 2 đối tượng người Hồng Kông đã mang thiết bị giả trạm BTS đến chỗ ở của Gu Công Minh tại đường Bình Trị Đông B, quận Tân Bình, cất giữ. Ngày 25 tháng 7, Tòng cùng Quốc đến lấy thiết bị để chạy thử. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, Tòng đã điều khiển xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường bất kỳ, vận hành thiết bị giả trạm BTS để phát tán tin nhắn trái phép. Quá trình này, Tòng sử dụng điện thoại di động quay màn hình laptop để hiển thị ứng dụng New đang hoạt động và gửi clip này và nhóm chat WhatsApp cho các đối tượng quản lý. Sáng ngày 2 tháng 8, Tòng đã chở thiết bị giả trạm BTS hoạt động trên đường Hùng Vương, phường 1, quận 10 thì bị tổ công tác thuộc Cục A06 Bộ Công an kiểm tra đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, cả 3 đối tượng đều khai nhận biết việc các đối tượng người Hồng Kông tìm thuê người sử dụng thiết bị giả trạm BTS để phát tán tin nhắn quảng cáo trang web cá cược là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì được trả công nên vẫn thực hiện. Cơ quan điều tra nhận định hành vi của nhóm này làm nhiễu việc phát sóng bình thường của các trạm BTS đã được cấp phép, làm cho các thiết bị điện thoại di động bị tác động, không sử dụng được dịch vụ, không gọi điện, nhắn tin được, làm các nhà mạng mất doanh thu. Ngoài ra, các đối tượng phạm tội có tổ chức, có sự trao đổi bàn bạc từ trước, chuẩn bị công cụ phương tiện và phân chia vai trò, nhiệm vụ cụ thể. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. Bắt phó phòng Tòa án Nhân dân cấp cao về hành vi môi giới hối lộ. Bắt thêm 3 bị can trong vụ nổ mìn tại Thủy điện Nậm Cấu, Lai Châu. Diễn biến mới nhất vụ án Phúc Sơn, Thuận An. Bắt phó phòng Tòa án Nhân dân cấp cao về hành vi môi giới hối lộ. Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết đã khởi tố nhiều cán bộ ngành công an, kiểm sát, tòa án nhân dân nhận hối lộ, tham nhũng. Những hành vi điển hình như không thụ lý giải quyết hoặc thụ lý giải quyết không đúng thẩm quyền một số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, vi phạm về thời hạn điều tra hay vi phạm pháp luật trong việc thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng. Mới đây, một cán bộ tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng đã bị bắt vì có hành vi môi giới, hối lộ. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thông báo đến thẩm phán Tòa án Hành chính Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về việc bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1982, quê quán Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa. Bà Nga từng là Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự lao động, kinh doanh thương mại thuộc Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Đà Nẵng, trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bà Nga bị bắt vì đã có hành vi môi giới hối lộ, phạm vào điều 365 Bộ luật hình sự. Hiện đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thuộc trại tạm giam Quân khu 2 Bộ Quốc phòng. Bắt thêm 3 bị can trong vụ nổ mìn tại Thủy điện Nậm Cấu, Lai Châu. Quý vị thân mến, vụ nổ mìn ở Lai Châu bắt tạm giam thêm 3 bị can. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu thông tin đã bắt thêm 3 bị can trong vụ nổ mìn tại Thủy điện Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, làm 2 người thương vong vào ngày 9 tháng 8. Cụ thể, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ xảy ra vào ngày 9 tháng 8 tại công trường thi công hầm số 3, Thủy điện Nậm Cấu, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được. Vào ngày 14-15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can. Đây là những người không có đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo quy định nhưng đã liều lĩnh bất chấp quy định của pháp luật để tiến hành nổ mìn tại hầm Thủy điện Nậm Cấu. 3 bị can bị bắt bao gồm Sùng Xeo Xín, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Quan Jin Jun, tức T,
Tiềm Anh Quân sinh năm 1968 và Chen Di Quang, Trần Tử Cường sinh năm 1971 cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Hồ Nguyên, huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt Tạ Quốc Dân, phó giám đốc và Hà Đình Tuyên, thủ kho về hành vi vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sau khi xảy ra vụ án, Dân đã chỉ đạo người xóa dấu vết hiện trường, dặn công nhân khi cơ quan chức năng làm việc sẽ khai nạn nhân chết do bị sét đánh. Đồng thời, Dân chỉ đạo làm giả những hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn để đối phó với cơ quan pháp luật, gây khó khăn trong công tác điều tra. Quang Jin-jun, Tiềm Anh Quân và Chen Ji-wang, Trần Tử Cường được Dân giao thi công và quản lý tổ công nhân sử dụng vật liệu nổ đào hầm số 2, số 3, còn Sùng Xeo Xín là người trực tiếp nhận thuốc nổ từ Dân. Như vậy, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can trong vụ án này và đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 9 tháng 8 tại dự án Thủy điện Nậm Cấu đã xảy ra tai nạn do mìn phát nổ đột ngột khiến anh Chen Ji tử vong và anh Trương Đăng Hát bị thương nặng. Diễn biến mới nhất vụ án Phúc Sơn, Thuận An. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án Thuận An và Phúc Sơn là hai vụ án đã được đưa vào Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo từ tháng 5. Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng cao độ để đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc hai vụ án này. Vụ án Thuận An được khởi tố ngày 11 tháng 4 đến nay. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu sai phạm trong đấu thầu triển khai các dự án của tập đoàn Thuận An, đồng thời tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho nhà nước và xét xử nghiêm minh. Cho đến nay, trong quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận sai phạm, tự động nộp và vận động gia đình khắc phục thiệt hại vụ án. Hiện đã thu giữ được 62 tỷ đồng và 42.000 đô có liên quan đến các hành vi sai phạm. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên khẳng định cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tăng cường lực lượng, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra các vụ án và thu hồi tài sản cho nhà nước. Vụ án này ban chỉ đạo không xác định thời hạn hoàn thành nhưng tinh thần chung của cơ quan điều tra là làm càng sớm càng tốt. Với vụ án Phúc Sơn, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng cho biết vụ án này được khởi tố ngày 26 tháng 2. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can để điều tra làm rõ sai phạm. Đây là vụ án hết sức phức tạp liên quan đến nhiều địa phương. Về thu hồi tài sản, ông Tuyên cũng cho biết đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ tổng cộng trên 300 tỷ đồng và gần 2 triệu đô, trên 500 cây vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt và làm rõ những sai phạm của các bị can đối tượng có liên quan, khởi tố bắt tạm giam giám đốc công ty giáo dục về hành vi lừa đảo. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Thị Kim Quyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Jinju về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Quyên kết hôn và theo chồng về Hàn Quốc sinh sống. Đến tháng 11 năm 2023, Quyên về Việt Nam và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Jinju do Quyên làm giám đốc, địa chỉ hoạt động tại khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ngành nghề kinh doanh bao gồm đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm, cung ứng lao động tạm thời. Bản thân Quyên biết công ty Jinju chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, với hành nghề đã đăng ký và bản thân không có khả năng thực hiện các thủ tục hồ sơ cấp visa đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động theo diện thời vụ, bảo lãnh người thân đăng ký kết hôn nhưng vẫn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội. Từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, Quyên đã đại diện công ty ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp đồng miệng với 48 trường hợp, cam kết trong thời hạn 4 tháng sẽ hoàn thành các thủ tục để khách hàng được cấp visa, đăng ký kết hôn và được bảo lãnh sang Hàn Quốc làm việc và lao động. Từ đó, khách hàng tin tưởng và đưa cho Quyên tổng số tiền cọc lên gần 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quyên không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Jinju cũng ngưng hoạt động nên khách hàng tố cáo Quyên đến cơ quan công an. Vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra mở rộng. Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương.
Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đặng Minh Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Minh Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Minh Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ Công an vào cuộc bắt giam Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và hàng loạt sếp lớn. Quý vị thân mến, hiện nay tình trạng đánh bạc bằng công nghệ cao đang nở rộ dưới hình thức rất tinh vi, quy mô rộng khắp cả nước, thậm chí xuyên biên giới. Việc số người và số tiền tham gia rất khủng vào những vụ đánh bạc này đang gây bất ổn xã hội, kéo theo rất nhiều hệ lụy đi kèm. Có rất nhiều những cá nhân thiếu trách nhiệm bảo vệ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm ngơ để tội phạm và tệ nạn hoạt động phức tạp, nhất là những cán bộ công chức, đảng viên cũng tham gia vào tổ chức đánh bạc và là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Mới đây, tối ngày 7 tháng 8, Bộ Công an thông tin về việc bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và các bị can liên quan để điều tra về tội đánh bạc. Trước đó, vào ngày 22 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội King Club, địa chỉ ở tầng 1 khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng. Căn cứ vào kết quả điều tra vào ngày 24 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội tổ chức đánh bạc đối với các bị can sau: Nguyễn Đình Lâm, sinh năm 1954, ở Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang, sinh năm 1972, ở Đống Đa, thành phố Hà Nội, Giám đốc chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng; Cho Chun Kun, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Cho Jin Bok, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1966, trú tại Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; và Sim Hem Hee, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1996, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là quản lý tại King Club. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về tội đánh bạc đối với Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1977, Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1976, Trần Yến Nga, sinh năm 1962, Trần Minh Sự, sinh năm 1963, Hứa Thị Thu Huyền, sinh năm 1976, Nguyễn Thế Vũ, sinh năm 1971, Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1962, Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1956, Vũ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1962, đều ở Hà Nội, và bị can Hồ Đại Dũng. Mở rộng điều tra vào ngày 29 tháng 7 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội đánh bạc, khám xét chỗ ở đối với ông Hồ Đại Dũng, sinh năm 1972, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, và Trương Xuân Danh, sinh năm 1976, trú tại Hà Nội. Cơ quan điều tra cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Kim Đồng, sinh năm 1969, trú tại Hà Nội. Ngày 5 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội đánh bạc và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Ngô Ngọc Đức, sinh năm 1974, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, tệ nạn cờ bạc là một vấn đề xã hội nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng tiền và tài sản để đánh bạc một cách phi pháp hoặc quá mức. Các hoạt động cờ bạc có thể bao gồm đánh bạc trên các trò chơi như bài bạc, xổ số, đua ngựa, thể thao hoặc các trò chơi khác và thường gây ra nhiều vấn đề như thua lỗ, nợ nần, trộm cắp, lừa đảo, tội phạm hay là tâm lý ảnh hưởng và các vấn đề về sức khỏe như trầm cảm, lo âu hay tự sát. Tệ nạn cờ bạc có thể ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và cộng đồng. Nó cũng có thể dẫn đến mất mát về kinh tế, tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp cũng như tiêu tốn ngân sách của chính phủ và gây ra những vấn đề về an ninh cũng như trật tự công cộng. Kỷ luật hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, khi nhắc đến người dân Thủ Thiêm, không ai là không khỏi đau xót khi chứng kiến cảnh họ bị đẩy ra đường, sống cảnh không nhà, không cửa, chống quan tham, cuộc chiến không khoan nhượng. Những ngày gần đây, đất nước đã chứng kiến việc thay đổi nhân sự thuộc Bộ Chính trị khi có liên quan đến những sai phạm và cũng có rất nhiều những đại án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý, không có vùng cấm, kể cả đối với các cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức hay cán bộ đã nghỉ hưu. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với hai nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể, tại quyết định số 793 quyết định Thủ tướng Chính phủ ngày 5 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Cung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016 giai đoạn từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 2 năm 2015. Ông Cung bị kỷ luật do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố quyết định 1539 quyết định Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại quyết định số 794 quyết định Thủ tướng Chính phủ ngày 5 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Trình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 giai đoạn từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 8 năm 2019. Lý do ông Trình bị kỷ luật là do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố quyết định số 1538 quyết định Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sai phạm nào khiến cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị bắt? Quý vị thân mến, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, dù biết rõ tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện nhưng vẫn đề xuất ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao tài nguyên đất hiếm cho công ty này. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều ngày 5 tháng 8, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời về những sai phạm đã xảy ra tại tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan. Ông cho biết trong vụ án này, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can. Cơ quan điều tra cũng đã hoàn tất vụ án và kết luận điều tra với 1 bị can, đang điều tra 25 bị can còn lại với 4 tội danh, bao gồm những tội danh vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Thông tin thêm về vi phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Ngọc đã bị khởi tố ngày 22 tháng 7 với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, ông Nguyễn Linh Ngọc dù biết rõ công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện, từ đó đã đề xuất ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho công ty này. Điều này dẫn đến công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương khai thác trái phép, gây thất thoát tài sản nhà nước với giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng. Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, các đối tượng có liên quan đến vụ án và áp dụng biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản của nhà nước. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam nhiều người trong vụ án của công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan. Hồi tháng 10 năm 2023, ông Đoàn Văn Huấn, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương cùng 5 người khác cũng bị Bộ Công an khởi tố về hành vi sai phạm trong khai thác, tiêu thụ quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Phú Yên, xã Phú Yên, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Theo kết quả điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Đoàn Văn Huấn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và Nguyễn Văn Chính, phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng của công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm có giá trị khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152 triệu kg quặng sắt có giá trị khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính
tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng. Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế. Hành vi này giúp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại tạm tính cho nhà nước là hơn 7,5 tỷ đồng. Quý vị thân mến, có thể nói tệ nạn tham nhũng tiêu cực là một trong những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước, làm cho nền kinh tế chậm phát triển, thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước, của nhân dân, gây rối loạn nền kinh tế, nguy hại hơn là làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Trong đó, biểu hiện phổ biến nhất là tình trạng chủ nghĩa cá nhân của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Quý vị thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rõ, chỉ vì cá nhân là chủ nghĩa mà sinh ra tham ô, hủ hóa, đó là chỉ biết mình, không biết đến quần chúng, là chỉ lo cho mình trước, được sung sướng mà không nghĩ đến đội viên nhân dân còn khổ. Chỉ vì cá nhân, chủ nghĩa mà sinh ra vô kỷ luật, thiếu kiên quyết, chấp hành mệnh lệnh. Quý vị thân mến, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là công việc khó khăn, phức tạp, đụng chạm đến nhiều người, thậm chí là mất đi những cán bộ từng giữ những chức vụ cao, từng có công lao đóng góp nhất định. Tuy nhiên, nếu đã thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng đến kỷ luật của Đảng thì đều phải cương quyết xử lý, bất kể người đó là ai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không có gì bằng sự đoàn kết thống nhất. Sự đoàn kết thống nhất là sức mạnh của chúng ta. Rất vui mừng, sự đoàn kết thống nhất từ trong Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã được lan tỏa, tiếp tục phát huy, khơi dậy tốt đẹp. Đây chính là sức mạnh của Đảng. Quốc gia chúng ta có thể vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt thắng lợi, mục tiêu của Đảng ta đã đề ra. Chắc chắn là tương lai phát triển của đất nước chúng ta sẽ tươi sáng theo con đường mà Đảng ta đã vạch ra. Cả chúng tôi và quý vị hãy cùng đồng hành cùng với Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực. Sai phạm nào khiến ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xin từ chức? Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, công tác cán bộ, công tác nhân sự của Đảng luôn có lên có xuống. Các cá nhân vi phạm điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng thì phải chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã làm và những việc liên quan đến mình, tức là phải thượng tôn pháp luật. Đồng thời, những người xứng đáng đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ nhiệm trao trọng trách. Đảng và Nhà nước ta quyết tâm đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng thì cần phải khẳng định chắc chắn rằng không có trò chơi vương quyền nào cả, cũng không có ai một tay che trời mà chỉ có một sự thật. Đó là cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải luôn luôn mẫu mực trong thực thi công vụ. Ông Đặng Quốc Khánh là một trong những vị chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam trong giai đoạn 2016, lúc đó mới 39 tuổi, được xem là một hạt giống đỏ nguồn kế cận đầy triển vọng cho đất nước với sự nghiệp chính trị đầy ấn tượng. Đặng Quốc Khánh đã từng khẳng định mình qua nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo cấp tỉnh từ Hà Tĩnh đến Hà Giang trước khi nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của ông Đặng Quốc Khánh đã gặp phải một bước ngoặt đầy bất ngờ mà theo như Văn phòng Trung ương Đảng, trong phiên làm việc chiều ngày 3 tháng 8 năm 2024, Trung ương Đảng đã xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương. Tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị để điều hành hội nghị. Trong số các quyết định này, đáng chú ý đến việc là ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, được cho thôi các chức vụ đã thu hút được sự chú ý đặc biệt gây chấn động lớn trong dư luận. Bởi ông từng là một trong những vị chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước ở tuổi 39 và được kỳ vọng là một trong những lãnh đạo đầy tiềm năng của đất nước. Vậy từ một hạt giống đỏ đầy triển vọng đến việc cho thôi tất cả các chức vụ, lý do nào khiến ông Đặng Quốc Khánh xin thôi chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường? Quý vị thân mến, có thể nói những tài năng trẻ như ông Đặng Quốc Khánh có thể là nguồn kế cận quý báu cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Đây là một trong những nhận định chính xác. Bởi các nhà lãnh đạo trẻ thường mang theo năng lượng mới, ý tưởng mới, sáng tạo và tinh thần đổi mới.
Điều này rất cần thiết trong bối cảnh phát triển và hiện đại đất nước. Họ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không chỉ bằng sự nhiệt huyết, mà còn bằng những cách tiếp cận mới, phù hợp với xu hướng toàn cầu. Sự nghiệp của ông Đặng Quốc Khánh, từ những bước đầu đầy triển vọng cho đến những thăng trầm trong quá trình công tác, là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng và thử thách mà các nhà lãnh đạo trẻ phải đối mặt. Ông Khánh từng là một trong những chủ tịch tỉnh trẻ nhất khi ở tuổi 39, một vị trí mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Ở độ tuổi đó, điều này cho thấy ông chắc chắn có năng lực tầm nhìn và được sự tín nhiệm rất lớn từ các cấp lãnh đạo. Tuy nhiên, một sự thật rất phũ phàng rằng tuổi trẻ thì thường hấp tấp, thích khẳng định mình và không thắng nổi được lòng tham, đã mất đi lương tri và phẩm giá của con người. Đây là một trong những bài học rất quan trọng đối với bất kỳ ai đang, đã và sẽ bước vào con đường lãnh đạo. Những viên đạn bọc đường ngọt ngào của quyền lực và tham vọng leo lên những vị trí cao hơn đã khiến nhiều người, kể cả những hạt giống đỏ đầy triển vọng như ông Đặng Quốc Khánh, phải đối mặt với những sai lầm và thất bại. Quyền lực và tham vọng là những cám dỗ lớn trong chính trị. Khi một người trẻ tuổi với đầy nhiệt huyết và khát khao khẳng định mình, dễ bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực. Họ có thể mất đi sự tỉnh táo và lương tri cần thiết để đưa ra những quyết định đúng đắn. Những sai lầm trong chính trị không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân của họ mà còn có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cho cả một hệ thống chính trị. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh hiện nay, khi mà sự minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu đang trở thành những yêu cầu cần thiết đối với các lãnh đạo cấp cao. Ngay buổi chiều ngày 3 tháng 8 tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Đảng nhận thấy ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư tỉnh Hà Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã vi phạm các quy định của Đảng, chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhận thức rõ được trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Đặng Quốc Khánh đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét vào nguyện vọng cá nhân. Trung ương Đảng đồng ý để ông Đặng Quốc Khánh thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Có thể thấy rằng đây tiếp tục là một trong những quan chức bị ngã ngựa trong chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và người kế nhiệm hiện tại là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là một trong những trường hợp có thể nói là đặc biệt, bởi từng là một trong những vị chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước, đến một trong các thành viên trẻ nhất trong chính phủ, bị cho thôi tất cả các chức vụ. Trước đó cũng có một người rất trẻ tuổi, đó là ông Trần Xuân Anh, cựu bí thư thành phố Đà Nẵng. Và sự thất bại của ông Đặng Quốc Khánh từ vị trí của một hạt giống đỏ đầy triển vọng đến việc bị thôi giữ tất cả các chức vụ là một cảnh báo cho các lãnh đạo trẻ tuổi khác, nhắc nhở rằng bên cạnh tài năng, nhiệt huyết, đạo đức và phẩm giá con người là những yếu tố không thể thiếu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, có tài mà thiếu đức là người vô dụng, có đức mà thiếu tài làm việc gì cũng khó. Ở vấn đề này, Bác Hồ khẳng định có mối quan hệ biện chứng giữa tài và đức, nó không thể tách biệt. Để trở thành một người lãnh đạo tốt, không chỉ có đức mà cần có tài năng và ngược lại. Quý vị thân mến, lãnh đạo không chỉ là về việc đạt được quyền lực, mà còn là về việc giữ vững được những giá trị cốt lõi và phục vụ lợi ích của nhân dân. Vậy cụ thể con đường quan lộ của ông Đặng Quốc Khánh như thế nào? Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2 tháng 9 năm 1976 là chính trị gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa 15. Ông là Ủy viên Dự khuyết khóa 12, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách, đại biểu Quốc hội khóa 14, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 7 năm 2013, ông Đặng Quốc Khánh được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và là Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Tĩnh ở khối tổ chức xã hội khoa học. Tháng 10 năm 2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, ông tái đắc cử là tỉnh ủy viên, được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục được làm Phó Chủ tịch tỉnh. Đến ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng,
Ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Đến ngày 10 tháng 4, Tỉnh ủy Hà Tĩnh bầu ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đó được giới thiệu kiện toàn bộ máy lãnh đạo và được Hội đồng Nhân dân bầu ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 21. Tất cả đều đạt được tỷ lệ 100% số phiếu. Ông trở thành Chủ tịch tỉnh khi ở tuổi 39, trẻ nhất cả nước vào thời điểm đó. Đến ngày 6 tháng 7 năm 2019, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Đặng Quốc Khánh tới tỉnh Hà Giang vào Ban Thường vụ nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Đến tháng 10 năm 2020, tại Đại hội Đảng Bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17, ông tái đắc cử là Bí thư Tỉnh ủy. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ông tiếp tục lãnh đạo toàn diện tỉnh Hà Giang trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đến ngày 22 tháng 5 năm 2023, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã bầu ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay cho ông Trần Hồng Hà, đã được bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Vào chiều ngày 3 tháng 8 năm 2024, căn cứ vào quy định của Đảng, xem xét nguyện vọng cá nhân, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đối với ông Đặng Quốc Khánh. Quý vị thân mến, từ thời dựng Đảng cho đến nay, thấm nhuần sâu sắc chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. Nếu lòng dạ không trong sáng, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân, và Đảng ta luôn kiên định với những nguyên tắc và yêu cầu cao trong công tác cán bộ đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan địa phương, đơn vị nói riêng. Thời gian qua, chúng ta đã thấy rằng công cuộc đốt lò chống tham nhũng vẫn đang bừng cháy mạnh mẽ trong thời kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và chiến dịch này đã được khởi xướng với quyết tâm làm sạch bộ máy nhà nước. Hiện nay dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ngọn đuốc ấy vẫn được tiếp tục bừng sáng và thổi lên. Chính việc ông Đặng Quốc Khánh bị cho thôi tất cả các chức vụ là một phần của chiến dịch này, cho thấy sự quyết tâm của Đảng và nhà nước trong việc diệt trừ tham nhũng, lạm quyền và các hành vi tiêu cực. Chúng tôi và cả quý vị hãy cùng đồng hành cùng với Đảng và nhà nước trong cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy khó khăn và cam go này. Bộ Công an thông tin về sai phạm xảy ra tại công ty Quốc Cường Gia Lai. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, không chỉ phòng chống tham nhũng tiêu cực trong phạm vi nhà nước mà sắp tới sẽ mở rộng chống tham nhũng tiêu cực khu vực ngoài nhà nước. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng, chống tiêu cực, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, với tinh thần xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Vào chiều muộn ngày 5 tháng 8, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin mới diễn biến điều tra vụ án Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai. Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can về các tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vào ngày 18 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, bà Loan có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Retro Harvest Finance, Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Tín và các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng vốn góp để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Cao su Việt Nam không qua đấu giá, trái với quy định của pháp luật để bán cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thịnh Vượng, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành củng cố tài liệu chứng cứ đối với những sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp
theo quy định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan. Trước đó, ngày 15 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự, Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự, Võ Sĩ Lực, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam, Trần Thoại, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam. Hai ông Võ Sĩ Lực và Trần Thoại cùng bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Hồi tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng bắt tạm giam đối với ông Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội nhận hối lộ. Quý vị thân mến, có thể nói tệ nạn tham nhũng tiêu cực là một trong những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước, làm cho nền kinh tế chậm phát triển, thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước, của nhân dân, gây rối loạn nền kinh tế, nguy hại hơn là làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Trong đó, biểu hiện phổ biến nhất là tình trạng chủ nghĩa cá nhân của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Quý vị thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rõ, chỉ vì cá nhân là chủ nghĩa mà sinh ra tham ô, hủ hóa, đó là chỉ biết mình, không biết đến quần chúng, là chỉ lo cho mình trước, được sung sướng mà không nghĩ đến đội viên nhân dân còn khổ. Chỉ vì cá nhân, chủ nghĩa mà sinh ra vô kỷ luật, thiếu kiên quyết, chấp hành mệnh lệnh.